đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali được tổ chức hàng năm ở Bodh Gaya, bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 và kéo dài trong suốt 10 ngày. Trong thời gian này, hàng chục ngàn tăng ni và Phật tử đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ hội về Bodh Gaya, về dưới cội Bồ Đề Linh Thiêng, nơi Đức Phật đã thành đạo hơn 2.600 năm trước, cùng nhau trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali. Những con người với màu da, ngôn ngữ khác nhau, đến từ những nền văn hóa khác nhau, chia sẻ chung một niềm tin thành kính trang nghiêm, cùng nhau giữ gìn chánh pháp và lưu truyền những lời Phật dạy. Đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali được khởi xướng lần đầu tiên vào năm 2006 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Kể từ đó, đây là sự kiện Phật giáo có ý nghĩa to lớn nhất, quan trọng nhất của Phật giáo thế giới, được tổ chức hàng năm ngay dưới cội Bồ Đề Linh Thiêng, nơi Đức Phật đã thành đạo. Tăng đoàn Phật giáo của các nước sẽ luân phiên đăng cai tổ chức sự kiện trọng đại này. Năm 2023 thì Campuchia là quốc gia đăng cai tổ chức đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali lần thứ 18. Trong thời gian Đức Phật còn tại thế, nền văn hóa Ấn Độ còn chưa có chữ viết. Vì vậy, những bài giảng của Đức Phật chỉ được các đệ tử ghi nhớ bằng cách lắng nghe, thảo luận và học thuộc lòng. Suốt 45 năm, bằng phương pháp truyền khẩu, Đức Phật đã đi du hành khắp nơi trong vùng thung lũng sông Hằng, giáo hóa tăng chúng, thuyết pháp cho các gia chủ, trả lời các câu hỏi và thảo luận với quần chúng thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 500 vị đại đệ tử A-la-hán của Ngài đã tổ chức đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất nhằm xác định chính xác những lời thuyết giảng của Đức Phật, thống nhất nội dung giới luật và kinh văn, tránh những hiểu lầm có thể dẫn đến việc sai lệch giáo pháp. Trong lần kết tập kinh điển lần thứ nhất vào năm 480 trước Công Nguyên, Tôn giả Ananda được đề cử trình bày những lời khuyên dạy, các bài giảng của Đức Phật. Tôn giả Upali trình bày những vấn đề có liên quan đến giới luật và cả hai vị luân phiên trả lời các câu hỏi về phần giáo lý cao siêu vi diệu pháp. Tôn giả Ananda và Tôn giả Upali là 2 trong số 10 đại đệ tử của Đức Phật, trong đó Tôn giả Ananda được mệnh danh là đệ nhất đa văn. Ngài có trí nhớ siêu phàm và có kiến thức uyên thâm trong nhiều lĩnh vực. Tôn giả Upali được mệnh danh là đệ nhất trì luật. Ngài cũng là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Và theo các kinh điển Phật giáo sơ kỳ, thì Thánh Tăng Upali chính là người phụ trách việc trì tụng và xem xét giới luật. Những lời thuật lại của hai vị đại đệ tử này đã trở thành cơ sở thống nhất toàn thể giáo lý của Đức Phật và được sắp xếp thành 3 tạng kinh, thường được gọi là Tipitaka hay là Kinh Tạng Bali hoặc là Tam Tạng Thánh Điển. Đây chính là 3 phần cốt tủy, khái quát toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Trong đó, Kinh Tạng bao gồm các bài giảng của Đức Phật, Luật Tạng chứa đựng lịch sử phát triển của tăng đoàn cũng như các giới luật của người xuất gia, và Luận Tạng chính là tạng vi diệu pháp. Mục đích của đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali là để chư tăng ni và Phật tử cùng nhau trùng tụng lại Tam Tạng Thánh Điển, cùng nhau ôn lại những lời dạy của Đức Phật, lan tỏa giáo pháp, hòa hợp tăng chúng từ các quốc gia trên khắp thế giới, nguyện cầu và chia sẻ công đức cho nền hòa bình của nhân loại. Lễ khai mạc đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali sẽ được diễn ra vào ngày 2 tháng 12 hàng năm và bắt đầu bằng lễ diễu hành của các tăng đoàn và Phật tử các nước. Đại lễ năm nay có 10 quốc gia tham dự. Tăng đoàn và Phật tử các nước sẽ bắt đầu lễ diễu hành từ chùa Hoàng Gia Thái, đi qua các con đường lớn của Bodh Gaya. Lễ khai mạc sẽ được chính thức diễn ra bên trong tháp đại giác ngay dưới cội Bồ Đề Linh Thiêng. Tăng đoàn của nước đăng cai tổ chức đại lễ sẽ dẫn đầu đoàn diễu hành, và các nước tiếp theo thì đi theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh.
trong 10 nước tham gia đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali thì chỉ duy nhất Việt Nam mình là có cả hai hệ phái. Phật giáo Việt Nam có cả hai hệ phái là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Còn 9 nước còn lại thì chỉ tu tập theo hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy thôi. Đây là hình ảnh của các cô tu nữ người Myanmar, gọi là người tu nữ bởi vì Phật giáo Myanmar không công nhận ni giới. Những người phụ nữ dù đã xuất gia và sống cuộc đời phạm hạnh theo giới luật của nhà Phật vẫn không được công nhận, mà chỉ được gọi là người tu nữ thôi. Đây là tăng đoàn và Phật tử Nepal. Vẫn không biết trên thế giới còn có nước nào mà lá cờ không phải là hình chữ nhật mà là một cái hình rất lạ như là quốc kỳ của Nepal này không? Sau tăng đoàn Nepal là tăng đoàn Sri Lanka. Phật giáo bắt đầu từ Ấn Độ, nhưng Sri Lanka mới là đất nước mà đạo Phật phát triển liên tục và lâu đời nhất. Người dân Sri Lanka cực kỳ sùng đạo. Những kỳ đại lễ trước thì đoàn Sri Lanka rất là đông. Năm nay có lẽ là kinh tế khó khăn á, nên đoàn Sri Lanka ít hơn hẳn mọi năm trước. Đây là tăng đoàn và Phật tử Việt Nam. Đoàn Việt Nam mình là một trong những đoàn có số lượng chư tăng ni và Phật tử tham gia các kỳ đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali đông nhất. Có lẽ là về số lượng chỉ sau đoàn Thái Lan thôi. Dẫn đầu đoàn Việt Nam là chư tăng ni theo hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, sau đó là đến các sư cô trong trang phục của Phật giáo Đại Thừa. Còn Phật tử Việt Nam mình thì có người mặc áo trắng. Theo truyền thống là người cư sĩ sẽ mặc đồ trắng, bạch y cư sĩ từ thời Đức Phật. Có người thì mặc áo tràng màu lam, màu xám, theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Đi cuối của đoàn diễu hành là tăng đoàn và Phật tử Thái Lan. Thì ở Thái Lan, Phật giáo theo hệ phái Nguyên Thủy, ước tính có khoảng 95% dân số Thái Lan là theo đạo Phật. Thái Lan là đất nước mà có dân số Phật giáo lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản, với khoảng 64 triệu Phật tử. Ở Thái Lan, Phật giáo được chế độ quân chủ mà đại biểu là hoàng gia bảo trợ. Do đó, đạo Phật đóng một vai trò rất quan trọng trong văn hóa và xã hội của đất nước này. Lễ diễu hành của tăng đoàn và Phật tử các nước tham gia đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali diễn ra trong khoảng 2 tiếng. Sau đó, lễ khai mạc chính thức của đại lễ sẽ được diễn ra trong tháp Đại Giác ngay dưới cội Bồ Đề Linh Thiêng. Như chúng ta đã biết, đạo Phật khởi nguồn và phát triển rất mạnh mẽ ở Ấn Độ, nhưng sau đó vì nhiều lý do thì ở Ấn Độ đạo Phật đã bị lụi tàn. Hiện nay thì chỉ còn có khoảng 1% dân số Ấn Độ là theo đạo Phật. Đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali được tổ chức hàng năm với mong muốn kết nối tất cả các cộng đồng Phật giáo trên thế giới về lại quê hương của Đức Phật, cùng nhau lan tỏa thông điệp của Đức Phật thông qua sự hòa hợp, bình an và đoàn kết của cộng đồng Phật tử từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, đánh thức pháp âm của Đức Phật ngay tại quê hương của Ngài, ngay tại nơi Ngài đã thành đạo. Đây là những lời giáo huấn của Đức Phật. Đây là thánh địa thiêng liêng, nơi Đức Phật đã hành thiền miên mật suốt 49 ngày dưới tàng cây Bồ Đề. Đây là nơi Đức Phật đã chứng đắc giác ngộ, đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong suốt 10 ngày diễn ra đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển Bali, mỗi ngày 4 thời kinh, từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, hàng vạn người con của Đức Phật cùng nhau trùng tụng
những lời giáo huấn của Ngài, cùng nhau lan tỏa thông điệp của yêu thương thông qua sự hòa hợp và đoàn kết của cộng đồng Phật tử đến từ các quốc gia ở khắp nơi trên thế giới. Tránh làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Tuân theo di huấn của Đức Thế Tôn, đó là cách những người Phật tử bày tỏ lòng tôn kính cao quý nhất đối với người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo của Vân Nha.